trong vòng 4 tuần qua thì chúng ta thấy cái sự tăng trưởng khá tốt đẹp về mặt giá cả của Bitcoin. Các bạn thấy là từ đầu năm cho tới bây giờ thì Bitcoin bắt đầu đầu năm là khoảng 6.800 đô. Ở mức bây giờ là 9.783. Đây là giá được đưa ra bởi sàn Coinbase. Và cũng cùng cái thời điểm 4 tuần này chúng ta thấy được là những cái tài sản khác. Như là khi chúng ta nhìn vào vàng thì vàng cũng đã tăng lên trong thời điểm tương tự. Nhưng mà ngược lại thì có một số những tài sản khác đã xuống giá các bạn thấy được là đồng đã xuống giá trong thời gian 4 tuần qua và cũng tương tự các bạn thấy được là dầu hỏa cũng đã xuống giá. Và ngày hôm nay thì tạp chí Forbes đã đưa ra một cái bài viết nói là đây là một dẫn chứng cho thấy được là lý do tại sao vàng và Bitcoin tăng lên là tại vì coronavirus. Và Bitcoin đã trở thành một tài sản trú ẩn cũng tương tự như là vàng khi mà có những điều bất ổn xảy ra khiến cho tiền bạc đẩy vào Bitcoin và vàng đẩy giá cả lên và cũng tương tự coronavirus đã có cái sự ảnh hưởng đến với cái sự tiêu thụ đồng và tiêu thụ dầu hỏa của Trung Quốc cho nên dẫn đến việc là dầu hỏa và đồng đã xuống giá trong thời gian 4 tuần qua thì các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này các bạn hãy comment ở phía dưới các bạn có nghĩ là coronavirus là lý do dẫn tới việc Bitcoin tăng giá trong thời gian 4 tuần qua hay là không đối với thuận thì thường không nghĩ là coronavirus là lý do duy nhất giờ đến cái sự tăng giá của bitcoin trong thời gian qua, thật ra trong năm nay thì chúng ta thấy được là bitcoin có những cái sự kiện có thể giải thích được cái sự tăng giá trong thời gian gần đây. trong đó chúng ta nói tới cái sự kiện bitcoin halving, là sự kiện này sẽ xảy ra trong vòng 95 ngày nữa, có nghĩa là chuẩn đoán bây giờ là ngày 12 tây tháng 5, nhưng mà có thể là sớm hơn tùy theo là tốc độ đào như thế nào. và tới thời điểm đó các bạn thấy được là cái số lượng bitcoin mới ra đời mỗi một lóc sẽ bị giảm xuống 50% từ 12,5 Bitcoin chỉ còn có 6,25 Bitcoin và đây là một cái sự kiện mà rất nhiều người quan tâm tới. Ngoài trừ điều này ra thì gần đây chúng ta cũng nói tới một thống kê được đưa ra bởi Grayscale Investment Trust thu nó chia sẻ trong video 492 về việc là có nhiều dẫn chứng cho thấy là những tổ chức đầu tư đã đầu tư rất mạnh vào Bitcoin và thị trường crypto cuối năm 2019, nghĩa là quý 4 và có nhiều lý do tin tưởng là họ sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường Bitcoin trong năm 2020 và những điều này hoàn toàn có thể dẫn đến việc là bitcoin giá cả được đẩy lên và thị trường crypto cũng đi theo xu hướng này. Nhưng này nếu như mà các bạn tin tưởng là coronavirus có cái sự ảnh hưởng đối với cái giá cả của bitcoin và crypto, thì luôn có thể hiểu được tại vì có thể nhiều bạn suy nghĩ là sự kiện này xảy ra thì có nhiều người ở trung quốc có thể là mua crypto để mà di chuyển tiền xuyên quốc gia một cách dễ dàng hơn. Các bạn thấy là nếu các bạn có số tiền lớn mà muốn di chuyển ra khỏi trung quốc sử dụng vàng hay là sử dụng tiền mặt hoàn toàn là một điều vô cùng khó khăn so với các bạn mua Bitcoin di chuyển thì dễ dàng hơn. Và cái sự kiện coronavirus này là không chỉ ảnh hưởng về cái mặt y học mà cũng có cái sự ảnh hưởng rất nặng nề về mặt kinh tế, nhất là khi chúng ta nói tới kinh tế của Trung Quốc. Và trong cái video này tôi muốn chia sẻ với các bạn cái sự ảnh hưởng của coronavirus về mặt kinh tế của Trung Quốc là như thế nào và Trung Quốc đã làm những gì để cứu vãn tình hình này. Và nếu như các bạn tin tưởng là coronavirus có sự ảnh hưởng trực tiếp đối với giá cả của Bitcoin và crypto thì giá cả kế tiếp của Bitcoin như thế nào là sẽ phụ thuộc vào Bắc Kinh là sẽ có những cái biện pháp nào để mà ngăn chặn cái sự ảnh hưởng của coronavirus nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào những cái thống kê mới nhất được đưa ra tôi biết là có nhiều bạn theo sát tình hình của coronavirus và cái sự ảnh hưởng nhưng mà tôi cũng muốn dành một ít thời gian để mà nói về những thống kê mới nhất được đưa ra bởi John Hopkins các bạn thấy được là ở thời điểm hiện tại Tổng số case confirm là 31.440 mươi tổng số người chết thống kê tổng cộng là 638 người và số người đã hồi phục là 1547. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ở bên góc bên tay phải ở phía dưới các bạn thấy là cái màu đậm này đó chính là bao nhiêu case confirm ở Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng vẫn còn rất nhanh. Nhưng mà các bạn thấy là nhìn vào quốc tế thì cái tốc độ tăng trưởng là không nhanh như là ở bên Trung Quốc các bạn thấy đó chính là cái đường mà màu vàng này ở phía dưới. Khi mà chúng ta nhìn vào một cái thống kê khác được đưa ra bởi một công ty được hỗ trợ bởi công ty Tencent Đây là tài liệu chủ yếu là ở Trung Quốc Thì các bạn thấy là cũng tương tự Những case mà được xác nhận là 31.214 Có nghĩa là cũng gần như là cái số case confirm của John Hopkins Cái số thứ nhì này các bạn thấy 26.359 Đó chính là những cái trường hợp nghi ngờ Cái số lượng người được chữa khỏi là 1.542 Và cái số lượng người tử vong là 637 các bạn thấy là cái tài liệu thì cũng tương đương với nhau Mới đầu thì hai cái tài liệu này không có khớp với nhau nhưng mà các bạn thấy là càng ngày có càng nhiều dữ liệu thì hai cái trang web này đưa ra những thống kê gần như giống nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói về cái sự ảnh hưởng của coronavirus đối với nền kinh tế của Trung Quốc là như thế nào và Trung Quốc đã có những biện pháp nào để cứu giãn tình hình hiện tại. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay hay là thích những video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trên màn hình của các bạn đây là một bài viết được chia sẻ với bbc news và tôi nghĩ là sau khi mình chia sẻ một số tài liệu cho bài viết này các bạn sẽ hiểu được là cái sự ảnh hưởng của coronavirus đối với cái nền kinh tế trung quốc là nặng như thế nào như là các bạn cũng đã biết là trung quốc là một cái quốc gia mà xuất nhập khẩu rất nhiều nhất là xuất khẩu và cũng là một quốc gia mà có nhiều hãng xưởng đối với cái sự lan tỏa của coronavirus thì khiến cho thứ nhất là nhiều công ty không cho nhân viên của mình tiếp tục để mà đi công tác ở trung quốc và điều này đương nhiên ảnh hưởng tới những cái ngành như là ngành airlines các hãng hàng không hay là những cái khách sạn ảnh hưởng rất nặng nề đối với ngành du lịch các bạn cũng đã biết là có nhiều quốc gia bây giờ là không cho du lịch ở một số nơi ở trung quốc và cho dù có cho này nữa tôi nghĩ là có nhiều người cũng không muốn đi du lịch ở trung quốc đương nhiên làm ảnh hưởng tới những ngành du lịch và cộng vào đó nữa là cái ngành xuất khẩu các bạn thấy là đối với cái sự lan tỏa của coronavirus thì có nhiều công ty không xuất khẩu tới trung quốc và ngược lại trung quốc cũng không xuất khẩu ra nước ngoài khiến cho những ngành xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tài chính còn người dân thì như thế nào các bạn thấy được là người dân thì bây giờ ở trung quốc là người dân ở trong nhà họ không có đi ra ngoài để mà mua sắm tại vì sợ bị lây bệnh cho nên phần lớn các bạn thấy là những cái tàu điện ngầm những khu vui chơi những rạp chiếu phim những cái mall thì bây giờ là hoàn toàn là không có bao nhiêu người ra ngoài làm ảnh hưởng rất nhiều đối với cái sự thu nhập của những nơi này và ngoại trừ đi đó ra thì các bạn thấy được là những cái hãng xưởng lớn như là hãng Hyundai hay là những cái hãng xe hay là thậm chí là những công ty mà lắp ráp những cái đồ điện tử ở Trung Quốc như là công ty Foxconn thì cũng có nhiều nhân viên là không có đi làm hay là cái hãng xưởng nó đó đóng cửa trong thời gian này làm ảnh hưởng đến khu nhập của những công ty đó. Những công ty lớn thì chúng ta không có nói tới tại vì các bạn thấy là những công ty lớn thì họ có thể là chịu được trong thời gian này tại vì các bạn thấy được là nhân viên tuy là không có làm không có xuất nhập khẩu nhưng mà mặt bằng vẫn phải trả tiền vẫn phải trả tiền điện cho nên những công ty lớn thì họ có thể là câu vốn để mà tiếp tục trụ nhưng mà những công ty nhỏ hơn thì khiến cho họ không có tiền để mà xây sở làm nhiều công ty nhỏ bây giờ là gặp rất nhiều vấn đề nếu như mà cứ tiếp tục đóng cửa mà không hoạt động hay là không bán hàng hóa được ra nước ngoài những công ty đó có thể là dẫn đến việc phá sản thì như các bạn đã thấy là những ngành như là du lịch siêu nhập khẩu bị ảnh hưởng rất lớn, những công ty nhỏ cũng bị ảnh hưởng không kém. Nhưng mà ngoại trừ những điều đó ra thì có một số ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn như là các bạn thấy những ngành như là dầu hỏa. Trung Quốc sử dụng rất nhiều dầu hỏa nhưng mà bây giờ cái sự tiêu thụ dầu hỏa đã bị giảm xuống tại vì họ không có hoạt động nhiều trong lúc mà cái bệnh dịch coronavirus đang bị lan tỏa cho nên giá dầu hỏa đã xuống trong thời gian gần đây. Cộng vào đó, nơi Trung Quốc cũng sử dụng rất nhiều đồng, trong ngành công nghiệp nhưng mà bây giờ cái số lượng đồng được tiêu thụ Trung Quốc đã bị giảm xuống cũng tại vì coronavirus cho nên đã khiến cho giá đồng cũng đã đi xuống trong thời gian mấy tuần vừa qua thì đây chỉ là những cái dẫn chứng cho các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng của coronavirus đến với nền kinh tế của chúng là như thế nào và cách đây vài ngày khi mà thị trường chứng khoán ở Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi mà nghỉ Tết Nguyên Đán các bạn thấy là Tết Nguyên Đán năm nay thì có nhiều công ty đã nghỉ dài hạn hơn vì bệnh dịch coronavirus nhưng mà khi mà cái chứng khoán mở lại các bạn nhìn vào chứng khoán của châu Á như là chúng ta nhìn vào chỉ số của Shanghai Thượng Hải các bạn sẽ thấy được là khi mà chứng khoán mở lại thì thị trường Thượng Hải đã đi xuống rất là trầm trọng gần như là 7-8% trong vòng chỉ có một ngày các bạn thấy được là đối với thị trường chứng khoán một ngày mà xuống 7-8% là một điều vô cùng lớn Tuy là trong vòng 2-3 ngày qua các bạn thấy có một sự hồi phục lại Nhưng mà so với cái chỉ số cái T2 tuần thì chỉ số hiện tại đã thấp hơn rất nhiều Thì đối diện với lại những cái nguy cơ kinh tế này thì chính phủ Trung Quốc đã làm những gì? Thì ngày hôm nay chúng ta nhận được một tin tức được đưa ra Đây là bài viết bởi CNBC nói là chính phủ Trung Quốc đã đồng ý cắt giảm 50% thuế nhập khẩu cho một số mặt hàng đến từ Hoa Kỳ lên tới mức là 75 tỷ đô la. Một số mặt hàng sẽ được giảm từ 10% chỉ còn có 5% thuế nhập khẩu. Một số mặt hàng sẽ được giảm từ 5% chỉ còn có 2,5% thuế nhập khẩu. Tuy nhiên bây giờ chúng ta vẫn chưa biết chi tiết là những mặt hàng này là những mặt hàng như thế nào, nhưng mà tổng cộng sẽ giảm 75 tỷ đô la thuế cho hàng đến từ Hoa Kỳ. Tuy là chính phủ Trung Quốc hiện bây giờ nói là lý do tại sao họ giảm cái số thuế nhập khẩu này là tại vì họ muốn có một quan hệ đối tác tốt hơn về mặt kinh tế đối với lại Hoa Kỳ. Nhưng mà hồi chủ nhật mới đây thì ở Bắc Kinh đã có lời phát biểu là chính phủ Trung Quốc sẽ giảm một số thuế để chống lại cái sự ảnh hưởng của coronavirus đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Và hồi tháng 1 mới đây thì Trung Quốc với lại Hoa Kỳ đã ký cái hiệp định và hai bên coi như cũng đạt được hiệp ước trong cái kỳ 1. Trong đó thì Trung Quốc và Hoa Kỳ hai bên sẽ đồng ý là giảm một số thuế xuất nhập khẩu để cho hai quốc gia có thể thông thương với nhau. Thực thật, thật thì trước khi mà có coronavirus thì cái nền kinh tế Trung Quốc đã có nhiều dấu hiệu suy giảm chúng ta cũng đã từng nói tới trong những video trước đây nhưng mà đối với cái sự xuất hiện của coronavirus thì cái nền kinh tế của Trung Quốc dao động càng mạnh hơn và đây cũng chỉ là một phần mà chính phủ Trung Quốc đã làm để chống lại cái sự ảnh hưởng của coronavirus đối với nền kinh tế nhưng mà thấy được là ngay sau khi mà chứng khoán mở cửa mà cái chỉ số của Shanghai, Shenzhen Điều bị giảm xuống 7 thì Trung Quốc đã lập tức đưa ra một số hành động. Và một trong những điều đó chúng ta đã chia sẻ trên Twitter và Facebook là Trung Quốc đã bơm 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán Nhìn là tương đương 174 tỷ đô la. Thì có thể nhiều bạn muốn biết là số tiền này đưa vào thị trường chứng khoán như thế nào. Thật ra thì để giải thích cho các bạn hiểu được là ngân hàng nhân dân của Trung Quốc đã đưa cái số tiền 174 tỷ đô la này thông qua một hoạt động gọi là reverse repo. Ripple chúng ta cũng đã nói tới trong một video trước đây hoạt động Ripple là khi mà các bạn thấy là ngân hàng lúc mà các bạn đưa tiền vào trong ngân hàng thì ngân hàng có thể lấy tiền các bạn cho người khác mượn nhưng mà trong ngân hàng lúc nào cũng phải giữ tối thiểu một số phần trăm tiền thường là khoảng 10% những ngân hàng nào mà không có cái số đó thì không hoạt động được hay là sẽ bị phạt cho nên một số ngân hàng thì cuối ngày họ sẽ có cái số tiền cao hơn 10%, một số ngân hàng thì có số tiền thấp hơn 10%. Cho nên các ngân hàng sẽ cho mượn lẫn nhau để các ngân hàng đều có được cái số tối thiểu quy định bởi chính phủ để tiếp tục mở cửa làm ăn ngày mai. Trong cái hoạt động reverse repo này thì cái người mà cho mượn không phải là một ngân hàng khác mà chính là chính phủ. Thì ngân hàng trung mưu của Trung Quốc sẽ cho các ngân hàng, các tổ chức đầu tư mượn tiền và ngược lại, các ngân hàng sẽ ký giấy nợ hay là trái phiếu đưa cho ngân hàng nhân dân của Trung Quốc nói là sau này họ sẽ chuộc lại cái trái phiếu đó với cái giá cao hơn. Đương nhiên, đây là một cách mà ngân hàng nhân dân của Trung Quốc bơm tiền vào các ngân hàng này để mà hy vọng các ngân hàng này có thể tiếp tục hoạt động và cho vay với cái lãi thấp kích hoạt nền kinh tế của Trung Quốc. Cái số tiền 174 tỷ đô la này nghe nói thì có thể là nghe con số rất là lớn nhưng mà thật ra là không nhiều có hai điều mà có thể là nhiều bạn không biết tới. Điều đầu tiên là khi mà chính phủ Trung Quốc quyết định đưa cái số tiền này vào trong thị trường thì cái ngày hôm đó đã có là hơn 150 tỷ đô la trái phiếu là sắp đáo hạn cho nên chính phủ Trung Quốc là đơn giản là mua lại những trái phiếu đó cho nên cái số lượng tiền thật sự bơm vào thị trường chứng khoán chỉ có khoảng 21,7 tỷ đô la tương đương với là 150 tỷ đồng nhân dân tệ. Cái số lượng này rất là nhỏ khi mà chúng ta nói tới tổng số thị trường chứng khoán của Trung Quốc. Chuẩn đoán năm 2018 nó đã lên tới cái mức là 40 nghìn tỷ đồng nhân dân tệ. Cho nên cái số tiền họ bơm vào thực sự chỉ là nhỏ giọt. Nhiều nhà phân tích cho là cái số tiền mà họ bơm vào 21,7 tỷ này không có sức ảnh hưởng đối với thị trường chứng khoán của Trung Quốc. Và căn bản là Trung Quốc với cái số tiền này không thể ngăn chặn cái sự xuống giá của thị trường chứng khoán. Nhưng mà Chúng ta cũng thấy được là trong vòng 2 ngày qua, không tính ngày hôm nay, các bạn thấy là ngày hôm nay các bạn nhìn vào chỉ số Shanghai thì Shanghai ngày hôm nay cũng đã đi xuống 0,59%, nhưng mà hai ngày trước đây thì chỉ số Shanghai cũng có cái sự tăng trưởng. Nhưng mà cái sự tăng trưởng đó tới không phải là cái số tiền bơm vào mà nhiều người cho là lý do là tại vì chính phủ Trung Quốc đã có rất nhiều những cơ quan của Trung Quốc kêu gọi những tổ chức đầu tư là không được bán sốt và đừng nên bán, ngoại trừ là bắt buộc phải bán có nghĩa là họ không muốn cái áp lực bán trên thị trường chứng khoán để cứu giãn tình hình. Nhưng mà thường nghĩ là điều này càng làm cho nhiều nhà đầu tư quan mang hơn. Tại vì các bạn thấy là một thị trường bình thường thì tại sao chính phủ lại khuyên là không nên bán. Nhiều người cho là chính phủ Trung Quốc kêu gọi người dân, kêu gọi những cái tổ chức đầu tư đừng bán bây giờ là một dấu hiệu là những tổ chức đầu tư lớn đã bắt đầu bán và không muốn người dân bán theo. Và có nhiều thống kê đưa ra nói là ở bên thị trường Trung Quốc thì rất khác với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là phần lớn là những tổ chức đầu tư mua bán số lượng lớn hàng ngày. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc là phần lớn là người dân mua bán chứ không phải là các tổ chức đầu tư. Điều này thật hay không thường cũng không có gì để mà chứng minh nhưng mà nếu như đó là sự thật thì chúng ta có thể thấy được thị trường chứng khoán tiếp tục xuống mạnh ở Trung Quốc. Và nếu các bạn tin là đây có cái sự ảnh hưởng ngược lại đối với giá trị của Bitcoin thì giá Bitcoin có thể tăng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bước kế tiếp của chính phủ của Trung Quốc sẽ làm gì có ngăn chặn được coronavirus hay là không Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và nếu như bạn là một trader, bạn thích trade margin, các bạn có thể tham gia sàn NAPX Link nằm ở phía dưới video này và phía trên màn hình cũng có link Đó chính là các video thường làm về sàn NAPX Trade margin có nhiều rủi ro cho nên chỉ dành cho những bạn nào mà đã biết trade không dành cho những bạn mới nếu các bạn muốn sử dụng sàn OKX thì các bạn có thể tham gia sàn Binance thông qua link của Thuần Capital ở phía dưới video này các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch như là các bạn nhìn thấy trên màn hình sàn sẽ trả lại trực tiếp trong chương mục của các bạn khi mà bạn giao dịch và ngoài chỉ các video các bạn có thể đọc những bài viết được chia sẻ bởi đội của Thuần Capital trên thuầncapital.com và các bạn cũng có thể tìm thấy các video tương tự ở trên library một nền tảng phi tập trung các bạn cũng nên đăng ký để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn